Sáng hôm nay mình đi qua đây thăm ruộng thì nước quá trời bà con ơi, để rút ra nè. Diện mình mần thấy thiệt khổ sở bà con ơi. Nè, bà con thấy không, mấy anh em tôi mần nè. Nước giờ lúc hết trơn rồi. Để mình quay cái cánh đất lung này cho bà con xem nha. Rồi lát nữa mình lên mình quay cánh đất gọi của người ta, này người ta xạ phân tốt mà, lúa cao đẹp hết trơn rồi. Của mình thì giờ trống lỗng trống liễu vậy nè. Lúa mình hao quá trời hao luôn. Giờ mấy anh em sáng lợi đi thăm lúa mà thấy thiệt gầu quá bà con ơi. Diện lúa của ông Chính Thanh nè, ở ấp 3 xã Phương Trà nè. Đó, bà con thấy à. Hôm nay bơm nước với lại gặp mưa đồ hoài, diện thoát nước ra không được cho mình. Cả lúa mình hao quá bà con ơi. Đó, bà con nhìn thấy đó. Lúa xạ mùng 2 bữa hổm thì cũng chìm lên chìm xuống. Rồi bữa nay là tới 16 rồi nè. Lấy cử nước này là lấy ngót là cử thứ nhì vậy nè, vẫn thấy không, vậy có lúa có là gì đâu. Đó, còn bên đây của thằng cháu nè cũng vậy luôn nè. Anh em tôi là đây là bằng mấy diện đất lung này quá trời cực khổ rồi. Lúa chết vậy, thưa thưa quá trời thưa vậy, dặm rồi không có mạ dặm luôn đó bà con ơi. Thì mình mần có được nhiêu ăn nhiêu á, chứ giờ nếu dặm thì dặm tốn tiền nhiều lắm mà không có mạ. Lúa nay là 14 ngày rồi bà con, xạ mùng 2 nay 16, 14 ngày rồi. Lấy ngót hai cữ nước rồi đó. Đi dài lên đây cho bà con xem hết trơn cánh đồng này nha. Đây mấy anh em thì cũng khoảng ba mấy 40 công. Vô diện này làm bê đất lung thì quá trời khổ bà con ơi. Đây bà con thấy nè, nếu mà làm diện thì chủ diện chủ đầu tư thì phải đi bê bờ múc bờ cho người ta. Và bà con thấy thực tế nè, ở đây là bờ này là mấy anh em tôi tự 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 tác để mà múc không nè. Đây là mấy bà con ở đây là hổm là mướn tự múc nè. Tại vì thấy nó tràn nước quá trời luôn rồi mình mần không được. Rồi bắt buộc mình phải kêu cô bé vô để mà nạo vét múc lên cho mình. Mà lúa giờ còn thất thoát còn hao vậy đó. Bà con thấy mây nước gì không? Không có thấy cây lúa ha. Nói chung là thấy lúa nhưng mà lúa thì rất là thưa chứ không phải là không thấy lúa. Đó, bà con thấy vậy đó, cứ thưa rỉnh thưa kiểu gì đó. Mà rút nước ra hồi chiều hôm qua tới nay nè, hồi tối này dưới ra sáng giờ nè. Hôm qua là lúc bình địa thì sáng giờ ra thì ra chưa hết là mới lú 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 đọt lên. Giờ hai anh em đang đi đang coi đang coi mấy cái gò này cho bà con xem nha. Cái lung thì thua rồi đó. Còn bờ này là mình tự túc mình múc nè bà con ơi. Chứ không có cái mặt của ông chủ diện nào mà vô đây mà múc cho mình hết trơn. Ông xuống đây ông đầu tư làm bà con thất thoát quá trời. Đó, bà con thấy lúa vậy đó. Lúa thưa view thưa wow vậy đó. Quá trời ha. Thưa rỉnh thưa kiểu. Đi mình đi dài lên trên đó luôn. Đây để quay cho bà con xem cái cánh đồng mà lúa đất gò nha. Đó đất gò người ta ở trển người ta xanh dần rồi đó bà con. Đó cánh đất gò đó là người ta xạ phân cử nhất rồi đó, lúa người ta xanh trơn ha. Mà giờ anh em tôi có mấy chục công đây đất lung. Mà gặp đất lung thì quá trời khổ. Đây, đi vòng qua đây luôn đây. Đó bà con thấy không? Mà tới mùa thu tiền thì mình kêu bả bớt cho mình 50%, bả không chịu bớt, nó đòi thu đủ à. Đó bà con thấy vậy đó. Rồi lúa mình mần thất bát vậy nè. Bên này cái mấy cái chỗ này nó hơi gò nè, bữa nay có lúa lú lên nè bà con đó. Nhưng mà bà con thấy thưa ha, tối nay 14 ngày đó, quá trời thưa không. Bơm nước vô rồi hôm qua cộng thêm một cái đám mưa nữa quá trời nhiều luôn.
đất gò nó dồn xuống đất lung hết trơn, ra cái lung thì chịu ảnh hưởng hết. Nó vô diện mà gặp đất lung mà nằm trong diện là thôi xấu mình bà con ơi. Đó, bà con thấy không, lúa thưa kỉnh thưa kiểu đó, chờ rút nước ra đang xả phân, cái phân rồi đang dặm, mà lúa này chắc khoảng 20 hay mấy ngày mới dặm được bà con, nay 14 ngày, 20 hay mấy ngày dặm. Của mình nó hơi rộng nè, rút nước ra nó cũng hơi chậm. Bên đây của em nè, bên đây nó rút nước ra được rồi nè, cũng đỡ nè. Còn quay cho bà con xem cánh đất gò nè, cánh đất gò người ta xanh dần ha. Của mình thì vậy đó. Bà con thấy lúa thưa kỉnh thưa kiểu. Nước vô nó nằm phất phơ trơn. Tại vì nước nó bị chìm hoài chưa xả phân được nè. Nhìn thấy cái lúa nó ốm yếu nó nhỏ xíu. Đây để tôi quay về qua bên đây coi. Để tôi phóng to lên cho bà con coi mấy cái vùng đất gò ở trên đó. Cánh cũng trùng xả chung một ngày đó bà con ơi. Đó, bà con thấy đất gò người ta không? Đó, đất gò người ta là xanh dần ha. Phóng to lên cho bà con xem đó. Còn mình đất lung thấy trên lệch quá ha bà con. Nhưng mà tức lý là bà chủ viện này bà không chịu bớt cho mình 50% được rồi. Tại vì cái lúa mình bị thất thoát nè, chết nè, tiền dặm nè, tiền thuốc ốc nè. Nhỏ 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 này ốc ăn trơn bà con ơi. Nè, ốc lượm trơn. Bà con thấy không? Đứa nằm leo queo đó. Vậy đó. Mình làm sao? Đâu có lúa gì đâu. Thôi, mến chào bà con. Hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo nha.